Lợi dụng thời điểm thi công dự án kè trên sông Trà Khúc và việc khai thác vận chuyển cát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khoáng sản Quảng Ngãi, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng khai thác cát, vận chuyển cát trái phép trên địa phận xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi. Việc khai thác vận chuyển cát trái phép diễn ra công khai và với quy mô lớn. Tại khu vực phía dưới dự án đập dân sông Trà Khúc thuộc địa phận xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tình trạng khai thác cát trái phép liên tục xảy ra. Phương tiện xe đào, xe vận chuyển cát hoạt động công khai. Hiện trường cho thấy trữ lượng khai thác rất lớn, thời gian hoạt động đã lâu. Ủy ban nhân dân xã Tịnh An cũng đã bố trí lực lượng kiểm tra xử lý. Nhưng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra. Về vấn đề mà khai thác và vận chuyển trái phép á, thì địa phương cũng đã bố trí lực lượng công an, xã tuần tra mà theo dõi vấn đề mà khai thác cát. Còn về vấn đề mà đề nghị chú công an thành phố cũng quan tâm về cái vấn đề mà xử lý tình trạng khai thác cát của các đơn vị thi công trên địa bàn của xã Tịnh An vận chuyển và chở ra ngoài phạm vi công trình để phục vụ lợi cá nhân riêng. Hiện nay tại khu vực này có dự án kè chống sạt lở đang thi công. Trên tuyến đường đấu nối từ bãi sông với đường Hoàng Sa có xe vận chuyển cát từ mỏ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khoáng sản Quảng Ngãi. Lợi dụng khu vực có xe tải ra vào, nhiều đối tượng đã đưa thiết bị vào khai thác vận chuyển cát trái phép. Kết hợp giao thông điểm đấu nối á, là các đơn vị bên ngoài lợi dụng cái việc chúng tôi được cấp phép và đi cùng á, là tới đây là chúng tôi sẽ ngăn chặn bằng việc là sẽ cử người trong ngò 24/24 và tuyệt đối là không để tình trạng là các đối tượng khác lợi dụng vào cái đường điểm đấu nối này và để vận chuyển cát trái phép. Thì hiện nay là điểm đấu nối là cũng có một số người dân người ta sản xuất, cho nên chúng tôi sẽ chừa cái vị trí cho người dân lưu thông, cho nên chúng tôi sẽ chỉnh sửa và để cho người dân đi lại sản xuất bình thường, còn chỉ ngăn chặn các xe ô tô mà đi vào cái điểm đấu nối của chúng tôi là triệt để 100%. Việc khai thác vận chuyển cát của mỏ cát thuộc khu vực xã Nghĩa Dõng và Tịnh An của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khoáng sản Quảng Ngãi là hợp pháp. Tuy nhiên, khi các xe tải chở cát từ lòng sông Trà Khúc cùng đi trên một tuyến đường thì rất khó để phân biệt được nguồn cát nào là hợp pháp. Chúng tôi khai thác và được trữ ở lòng sông và sàng lọc, thì trong quá trình sàng lọc là toàn bộ cát là đã khô ráo, cho nên việc vận chuyển là đảm bảo về giao thông, không ra vải, không chảy nước. Và khẳng định là nếu là cát ướt thì không phải là cát của đơn vị chúng tôi, toàn bộ là đã được sàng lọc và khô ráo, đảm bảo lưu thông đúng quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo rất quyết liệt về việc quản lý khai thác vận chuyển cát, xử lý nghiêm khắc tình trạng khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian thì tình trạng khai thác vận chuyển cát lậu lại tái diễn. Việc khai thác cát lậu vận chuyển liên tục trong thời gian dài ở khu vực sát dự án thi công kè ở xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi nhưng vẫn chưa được chấn chỉnh. Dư luận đang đặt câu hỏi tại sao tình trạng khai thác cát ở đây diễn ra công khai nhưng là không được xử lý dứt điểm.